không nên khởi tâm có trở ngại đối với họ. Phải đem tâm không trở ngại mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm có trở ngại mà nói với họ. Phải khởi tâm như cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như bà con thân thuộc đối với tất cả hữu tình, cũng đem tâm này mà nói với họ. Phải khởi tâm bè bạn đối với tất cả hữu tình, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm như giáo sư, như thầy mô phạm, như đệ tử, như đồng học, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm như bậc dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, cũng nên đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cũng nên đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm nên cứu giúp, thương xót, bảo bọc, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm rốt ráo không, vô sở hữu, bất khả đắc, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm không, vô tướng, vô nguyện, cũng đem tâm này mà nói với họ. Thiện hiện đại bồ tát nào muốn mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải dùng vô sở đắc làm phương tiện mà trụ nơi đây. Lại nữa, thiện hiện đại bồ tát nào muốn mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên tự xa lìa sự giết hại sanh mạng, cũng khuyên người khác xa lìa sự giết hại sanh mạng, thường chân chánh khen ngợi pháp xa lìa giết hại sanh mạng, hoan hỉ tán thán người xa lìa giết hại sanh mạng. Nói rộng cho đến nên tự xa lìa tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa tà kiến, thường chân chánh khen ngợi pháp xa lìa tà kiến, hoan hỉ tán thán người xa lìa tà kiến. Phải tự tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường chân chánh khen ngợi pháp tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoan hỉ tán thán người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Phải tự viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoan hỉ tán thán người viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Nên tự an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường chân chánh khen ngợi an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoan hỉ tán thán người an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không.